Con xin bạch thầy, thầy cho con hỏi là nơi chúng con ở có chùa nhưng không có chư tăng mà chỉ có vài người thầy cúng. Gia đình con vừa mua được một mảnh đất và đang đi vào hoàn thiện ạ. Con đang muốn bốc bát hương nhưng con lại không muốn nhờ thầy cúng làm vì sợ họ lại làm bùa ạ. Thầy cho con hỏi Phật tử tại gia có tự bốc bát hương thần linh gia tiên bà cô ông mãnh được không ạ? Nếu được chúng con phải làm thế nào ạ? Cốt bát hương theo Phật giáo cần có những gì ạ? Vị hiệu cần ghi gì và nếu ghi bằng chữ Hán thì ghi thế nào ạ? Khi bốc xong an vị nghi thức ra sao ạ? Thưa thầy, chấn trạch đền hoàn long mạch làm thế nào ạ? Hôm đó chúng con có cúng chúng sinh được không ạ? Và làm xong con nên tụng kinh gì? Phật tử chúng con có làm được không ạ? Con xin thầy chỉ dạy, con xin tri ân công đức thầy. Có một Phật tử hỏi cái công việc rất thiết thực ở trong đời sống tín ngưỡng tâm linh dân gian hàng ngày của chúng ta. Đó là Phật tử nói là gia đình mới mua được một mảnh đất, xây được ngôi nhà ở gần cũng ở gần chùa. Nhưng mà chùa không có tăng ni trụ trì, chỉ có các ông thầy cúng thôi. Thì Phật tử hỏi rằng Phật tử có thể tự bốc bát hương được không? Cái này nếu mà chúng ta trong xã, trong dân, trong xã, trong thôn, trong xã không có sư trụ trì, có chùa nhưng không có sư trụ trì, nhưng gần gần ở nơi đó có xã bên cạnh hoặc là cách đó khoảng 1 là 20 cây số thì chúng ta cũng đi được. Thế tốt nhất cũng nên đến chùa nhờ các quý thầy bốc cho là tốt nhất, để ở trong chùa vài bữa thì nó lại mát mẻ nữa là tốt nhất. Đấy, theo ngày xưa thì các thầy đi học thì các tổ, các hòa thượng, các thượng tọa thì cũng dạy là dù sao đến ăn mày nơi cửa Phật thì nó cũng mát mẻ và nó cũng sẽ tốt hơn. Mình phát khởi được cái thiện tâm khi làm cái việc đó, cái tín tâm khi làm việc đó thì nó cũng đã tự sinh phúc rồi. Đấy, cho nên chúng ta cũng nên tới chùa để làm, một vài chục cây số để đi thì cũng thầy nghĩ là có thể đi được. Còn nếu mà xa quá không thể được thì chúng ta cũng thôi thì lạy Phật lạy Tổ thì các ngài cũng hoan hỷ cho. Cùng thỉnh khấn thần linh gia tiên tiền tổ nhà mình thì các ngài cũng hoan hỷ cho thì chúng ta bốc cũng được. Chúng ta bốc cũng được. Nhưng mà lúc bốc ấy, thì phải khởi cái tâm chân thành, cái tâm thành kính để mà bốc. Thì chúng ta cũng chuẩn bị bát hương, bát chuẩn bị cho. À, chứ cũng không nên là bốc bát hương thờ trong nhà, chúng ta cũng không nên thờ bằng cát. À, ngày xưa thì các thầy đi học ấy, thì cũng rất may mắn được học trò học sinh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương kim bây giờ. Các ngài cũng chỉ dạy rất tận tình những cái vấn đề thờ phụng ở tại gia cũng như là ở chùa vân vân, vì cái đó các ngài ngày xưa là học rất là căn bản. À, gần gũi thầy tổ ngày xưa là căn bản lắm. Cho nên ngài cũng nói là ở bên trong gia đình khi bốc bát hương thì cũng không nên bốc bằng bằng cát. Thì cụ bảo là quan niệm của dân gian chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, các cụ ngày xưa thì nó thờ bát hương bằng cát thì nó nặng nề. À, các cụ nói tốt nhất là nên dùng cái cho nếp. Đấy, cái cho của cái thóc thóc nếp ấy. Đó. Chúng ta gặt xong về thì đến mùa gặt thì cái cho đó chúng ta phơi đi. Phơi cái rơm ấy, cái rơm nếp ấy. Cho của cái rơm nếp. Đó. Phơi cái rơm đi xong rồi cất đi, xong rồi cần thì chúng ta đem ra chúng ta đốt lên. Đốt thì cũng kiếm cái chỗ đất sạch sẽ, sân sạch sẽ chúng ta đốt. Đốt xong thì chúng ta để cho nguội đi, xong chúng ta bóp nát ra rồi chúng ta sàng đi. Sàng sảy kỹ đi thì chúng ta bốc thì cái cho nó không bị lổm chổm, nó cắm hương và nó không bị đổ hương. Đó, ngày xưa các cụ bảo đấy là tốt nhất. Nhưng bây giờ ở thành phố thì chúng ta có cấy đâu mà lại có cho nếp, có thóc nếp, có rơm nếp.
thì chúng ta ra cái chỗ họ bán đấy, bán bát hương ấy, họ bán cả tro thì cái tro đó cũng sạch, vì họ làm để thờ phụng chắc chắn thì họ cũng không dám làm điêu, không dám làm bẩn đâu mà lo. Đó, thì đến những cái nơi đó họ bán thì chúng ta mua luôn được thì cũng càng tốt. Đó, nên dùng bằng tro để bốc. Thì Phật tử hỏi là khi bốc bát hương thì có nên dùng cái cốt bát hương thì mình viết như thế nào, viết chữ Hán hay viết chữ Việt? Nếu mà viết chữ Hán thì viết chữ Hán, không viết chữ Hán chúng ta viết chữ Việt, Việt Nam được. Mình là người Việt Nam bây giờ viết chữ Việt Nam cũng được. Ví dụ thì viết dị hiệu thì thờ Phật chẳng hạn, thì chúng ta viết là cung thỉnh Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một cái dòng chạy dài như thế từ trên xuống, Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một bên thì một bên sườn thì là Thiên Long Bát Bộ, là ở bên tay phải của mình hướng vào cái cốt, còn bên tay trái mình hướng vào là Hộ Pháp Thiện Thần. Ở giữa các vị nhớ thì đọc lại lần nữa, ở giữa là cung thỉnh Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một bên tay phải mình hướng vào của cái cốt như thế này, phía bên này bên tay phải này, thì là Thiên Long Bát Bộ. Phía bên trái này là Hộ Pháp Thiện Thần, và ở dưới thì là Giáng Ứng Lô Nhang, Giáng Ứng Lô Hương cũng được, Giáng Ứng Lô Nhang cũng được, chúng ta viết bằng chữ Quốc ngữ được. Đó. Còn thần linh ấy, thì chúng ta cũng viết như vậy, cung thỉnh Nam Mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nhang. Đó. Nhớ thầy đọc lại lần nữa này, cung thỉnh Nam Mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nhang. Đó. Còn gia tiên, ví dụ gia tiên nhà mình như họ Trần Văn chẳng hạn, ví dụ như Trần Văn Hải chẳng hạn, thì mình là cung thỉnh Nam Mô cũng được, mà không có chữ Nam Mô cũng được, cung thỉnh Trần Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nhang. À, ví dụ họ Nguyễn Văn chẳng hạn, cung thỉnh Nguyễn Văn Tộc, chữ tộc tức là họ, Nguyễn Văn Tộc tức là cái họ Nguyễn Văn nhà mình ạ. Nguyễn Văn Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nhang. Họ Hồ chẳng hạn, họ Hồ Đức chẳng hạn, ví dụ tên các cụ chúng ta lấy cái tên này, họ Hồ Đức Hải chẳng hạn, thì cung thỉnh Hồ Đức Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nhang. Đó. Còn bên tổ cô tổ cậu thì mình nên thờ chung cũng được. Cái thần linh thường là ở giữa. Nếu chúng ta không thờ Phật thì có ba cái bát hương là đủ nhất rồi. Thế không nên thờ thần linh với gia tiên cùng một bát hương. Thờ như thế ngày xưa các cụ bảo là kiêng. Thần là các ngài là vai trên, là bề trên, các ngài phải được cung kính và tôn trọng hơn. Gia tiên chúng ta là vai dưới, là những người làm sao mà lên ngồi cùng các cụ được. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là cái chuyện mà phân vai phân vế, là thờ phụng rất là phân vai phân vế rất là nghiêm túc. Đấy, chúng ta biết là ngày xưa đi ra đình ấy, ra chùa, đặc biệt là đến đình, đến cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng của làng xã ngày xưa, chúng ta thấy ra đình làng hai bên tả vu hữu vu. Các cụ thượng, tức là các cụ áo đỏ từ 90 đến 100 là ngồi chiếu thượng, tức là chiếu cao nhất. Xong mới đến thì các cụ trung, từ 90 trở xuống đến 80. Còn các cụ hạ thì là ở từ 70 trở xuống đến 60, cái kiểu như thế. Phân các cụ phân thành chiếu, chứ không phải một ông 60 tuổi tự nhiên ngồi toát lên chiếu thượng các cụ lôi xuống, không phải đơn giản đâu. Đấy là cái thời phong kiến ngày xưa là chúng ta cái nghi lễ. Chúng ta cứ nói là phong kiến ngày xưa không tốt, nhưng có cái tốt. Ví dụ như cái nghi lễ như vậy để cho có tôn ti trật tự, có trên có dưới, rất tốt. Làm những cái tấm gương cho con cho cháu chúng ta sau này nó gì, nó không hư, nó bớt hư hỏng, và nó thậm chí là nó gì, nó không dám phàm thượng với các cụ. Sống có trên có dưới, có tôn ti trật tự. Như vậy là cái truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà cái chuyện thờ phụng cũng vậy, chúng ta cũng phải làm cho nó có tôn ti trật tự, cho đúng pháp. Không được thờ cùng thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu cùng một bát hương. Nhiều gia đình Phật tử hoặc là các tín đồ thiện nam, tín nữ,
sau khi nhờ ông thầy cúng hay là không biết, tự bốc bát hương, cứ bốc một cái thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu lúng túng xẻng vào một cái bát hương ấy, một thời gian sau thì lục đà lục đục ra. Thì khi đó tìm đến với chúng tôi bảo là thôi nên làm cho nó đúng, bát hương thần linh phải được trân trọng, cái bát hương thần linh phải to hơn. Ví dụ như cỡ bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu 16, cỡ 16 thì cái bát hương thần linh phải cỡ 18 hoặc 20, to hơn. Thế để ở chính giữa, để chính giữa, ví dụ để chính giữa như thế này, như pho tượng, ví dụ đây pho tượng đây là bát hương thần linh, thì gia tiên chúng ta hướng vào là bên tay phải của chúng ta, tức là bên này, bên tay trái của gì, của thần linh, của bát hương thần linh hướng ra. Và quan tổ cô tổ cậu thì bên tay phải của thần linh hướng ra, tức là tay phải của tay trái của mình hướng vào lễ. Chúng ta cái hướng của mình hướng vào lễ thì là tổ cô tổ cậu bên tay trái của mình, gia tiên á, thì ở bên tay phải của mình hướng vào lễ. Đó, hai cái chúng ta để thần linh hơi đi ra đằng trước, cung kính tôn trọng, ngồi các cụ ra đằng trước khoảng độ vài phân, 2 đến 3 phân, còn gia tiên tổ cô tổ cậu thì cho thụt vào đằng trong một chút xíu, phân hai phân như vậy nhìn nó cũng vừa đẹp. Mà để ba cái bát hương thì các cụ ngày xưa bảo để là không được chạm vào nhau, mà nó phải có một cái khoảng cách chút xíu, khoảng độ một phân hoặc nửa phân gì đó, thì không được để ba cái nó chập sát vào nhau. Các cụ ngày xưa thì kỹ lắm, ngày xưa chúng tôi đi học các cụ dạy kỹ, cho nên các Phật tử chúng ta cái chuyện thờ phụng, các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cho nên chúng ta cũng cần phải để ý cả những cái vấn đề thờ phụng ấy. Chúng ta coi tổ tiên chúng ta giống như cha mẹ còn sống hiện đời vậy, để mà hầu hạ, để mà cung kính, để mà tôn trọng, thì nó mới sinh là phúc đức, mới sinh là cát tường, mới sinh những điều tốt đẹp ra. Cho nên ở đây á, cái vấn đề bốc bát hương thì viết cốt thì Phật tử hỏi viết như thế nào, thì nói đây là nói xong về viết thần linh rồi này, viết Phật bát hương thờ Phật rồi này, cốt thờ Phật rồi này, cốt thần linh rồi này, cốt gia tiên rồi này, cốt tổ cô tổ cậu thì viết chung. Ví dụ như cung thỉnh, ví dụ như họ Nguyễn Văn chẳng hạn, thì Nguyễn Văn tộc tổ cậu gặp Nguyễn Thị tộc tổ cô đấy, họ hoặc chúng ta viết thẳng tên một người nào đó thì trong tổ cô tổ cậu thì viết tên, nhưng không nên viết tên. Các cụ ngày xưa chúng tôi đi học và cũng không nên viết tên, vì trong cái dòng họ nhà mình, cái tổ cô tổ cậu từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, có khi là rất là nhiều những cái các vong mà các tổ cô tổ cậu mà chưa được siêu thoát, họ vẫn còn nương vào gia đình chúng ta để họ tu tập, và để họ gì ngày lễ ngày Tết họ vẫn về thăm gia đình, thăm con thăm cháu. Thế cho nên mà mình viết tên cốt, viết cốt bát hương mà viết tên của một người nào đó thì người khác lại không có tên thì không được. Cho nên thì cái gì chung chung là tốt nhất. Cái chung chung thì đầy đủ nhất. Nói chúng ta cứ nghĩ là thiếu, nhưng mà thực tế không phải thiếu, nó đầy đủ nhất. Ví dụ như đi trong một cái hội nghị chẳng hạn, đi đến một cái nơi để họp chẳng hạn, mà tất cả các ông lãnh đạo chúng ta không biết được hết tên các ông ấy, mà giới thiệu ông này thiếu ông kia, thì tốt nhất là ví dụ ở cấp xã chẳng hạn, chúng ta thì kính thưa các quý vị lãnh đạo, đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã ABC, thế là xong, đầy đủ hết, chẳng ông nào trách được mình cả. Nhưng mà chỉ giới thiệu một ông là còn ông khác chúng ta không biết, thì có khi lại thành bị trách móc, lại thành bị thiếu thốn. Chúng ta làm một câu giới thiệu tổng thể như vậy, hoặc là kính thưa tổng thể như vậy, chả ai trách được mình. Chứ trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt. Thì trường hợp này thì ngày xưa các cụ chúng tôi đi học, các cụ các thầy bảo là nên viết cũng chung chung như vậy. Bây giờ cung thỉnh Nguyễn Văn tộc tổ cậu, Nguyễn Thị tộc lịch đại tổ cô giáng ứng lô nhang, thế là xong. Đấy, như vậy là viết thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu xong. Đó. Cũng có trường hợp nếu mà Phật tử hỏi là nếu thờ cả họ nội họ ngoại thì sao, nếu thờ cả họ nội họ ngoại thì là phải 5 bát hương cơ. Chứ chúng ta không thờ chẵn, bát hương thờ Phật đấy thì là Phật thì ra ngoài tam giới thì chúng ta không tính vào đó. Còn đây là thờ chung ở trong gì, các vị thần linh và gia tiên bên nội bên ngoại tổ cô tổ cậu thôi, thì gọi là ở trong tam giới
Tức là quản vẫn ở trong chịu cái sự chi phối của luân hồi sinh tử. Thế còn bát hương thờ Phật, Phật là gì? Là ra ngoài tam giới rồi, không tính vào đó nữa, riêng rồi, riêng một cấp riêng rồi, cấp cao rồi, cấp riêng rồi. Cho nên nếu mà thờ cả bên nội bên ngoại thì một cái ở giữa là thần linh, ở bên tay phải chúng ta hướng vào là bên nội. Bát hương thì phải chia thành ba cấp bát hương, ba cỡ bát hương. Cỡ thần linh là cỡ 20, ví dụ thế. Cỡ gia tiên, hai cái gia tiên bên nội bên ngoại là bằng nhau cỡ 18. Hai cái cỡ tổ cô tổ cậu bên nội và tổ cô tổ cậu bên ngoại là cỡ 16. Đó là phải có ba cỡ như vậy. Chứ lại cũng không thể nào mà một cỡ được, không thể hai cỡ được. Đó. Cho ba cỡ thì chúng ta nhìn vào cái bát hương ban, cái ban thờ chúng ta, cái cách bài trí thờ phụng thì nó có thứ lớp. Thần linh thì to nhất, đến gia tiên nội ngoại là chung chung, và tổ cô tổ cậu là bé hơn một chút xíu ở để bên ngoài. Đó. Thì chúng ta nhớ, nếu mà thờ, nếu bây giờ thì các cụ ngày xưa nói là nếu mà không có sinh được con trai để nối ngôi thì con để nối dõi tông đường, con gái đi làm dâu phải thờ phụng cả bên ngoại nữa. Vậy có nghĩa là ông con rể phải thờ cả gì ạ? Cả bên ngoại. À, con trai thờ bên nội nhưng mà là phải thờ là con, đối bên ngoại là con rể thì phải thờ cả các cụ gia tiên bên ngoại nữa, vì ông bà tổ tiên bên nào cũng là gì, là tổ tiên của nhà mình đó. Thế ngày xưa thì sinh nhiều con, thì sinh hai đứa không được thì ba đứa, bốn đứa, năm đứa không được thì bảy tám đứa, mãi cũng phải được con trai. Nhưng bây giờ thì có một đến hai con thôi, cho nên là bình đẳng, bình đẳng giới, nam nữ là bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta cái chuyện về càng ngày chúng ta sẽ càng thấy là nhiều những cặp vợ chồng trẻ sẽ phải thờ cả bên nội lẫn bên ngoại. Như vậy thì chúng ta đấy, bốc bát hương đấy là đủ nhất, năm cái bát hương, cái to nhất, ví dụ như cỡ 20 thì là thần linh, hai cái cỡ 18 thì gia tiên bên nội thì thờ bên tay phải mình hướng vào, gia tiên bên ngoại thì thờ bên tay trái mình hướng vào lễ đó. Tổ cô tổ cậu bên nội thì thờ cũng phía bên nội là bên tay phải hướng vào. Tổ cô tổ cậu bên ngoại bốc đặt ở bên ngoại mình, ở bên tay trái mình hướng vào, tức là bên ngoại đó, đặt bên tay trái hướng vào đó. Đấy là nói về dị hiệu. Còn cốt bát hương thì có cái gì thì ra cái chỗ bốc bát hương á thì họ có cả cái gì, cái cốt bốc bát hương ấy rồi, cái cốt viết bát hương đó chúng ta mua họ bán sẵn rồi, và chúng ta kể cả cái cốt vàng bạc thất bảo đó, họ cũng có sẵn rồi. Chúng ta có điều kiện thì mua thêm một chỉ vàng hoặc là một cây vàng thật thì cũng càng tốt. Bạc nữa, chỉ vàng, vài chỉ vàng hay là vài chỉ, vài cây bạc nữa càng tốt. Mà không thì một cái gói đấy nó bán là 50.000 hay 30.000, 50.000 hoặc 300.000, tùy theo. Nếu mà nhiều tiền nữa thì trong đấy nó có nhiều vàng, nhiều bạc, thì các cụ quan niệm ngày xưa là có vàng, có bạc để làm gì? Làm linh, làm phép. Mà có vàng, có bạc thì nó là mát mẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, nó có cái linh khí. Thế cho nên ở trong kinh Phật chúng ta thấy yểm tâm tượng. Có nói là yểm tâm tượng thì cũng thì dùng thất bảo, vàng bạc, xà cừ, san hô, phách, lưu ly, pha lê, vân vân đó. Nhưng tất nhiên với cái gói thất bảo chúng ta mua mà có 50.000 đó, thì đấy nó là cái, tất nhiên đấy là những cái đồ họ làm giả thôi, đá không phải đá quý thật đâu, cái đá bằng cái nhựa người ta làm ấy thôi. Đó. Làm gì mà có 50.000 mà vàng bạc đá quý thất bảo như vậy bằng tiền thật là, mà đồ thật làm sao được. Cho nên nếu mà gia đình mà khá giả thì chúng ta ngoài mua cái gói đấy cho đủ cái thất bảo rồi, chúng ta có thể mua thêm chỉ vàng chỉ bạc nữa cũng được để cho vào. Thì chúng ta gói vào cái gói đó, và cái gói cốt mà chúng ta viết dị hiệu lúc nãy thầy nói đó, cho vàng vào đó, hoặc nếu nó nhiều cái đồ thất bảo nhiều quá thì chúng ta để ra cho một gói riêng ra ngoài cũng được. Nó có cái túi bóng nhỏ nhỏ cho ra ngoài gập vào. Nếu mà cẩn thận nữa thì chúng ta lấy chỉ ngũ sắc, chúng ta đầu tiên là nếu ít ít thì cho cái thất bảo đó vào cái tờ dị hiệu chúng ta viết đó, hoặc là nhiều thì chúng ta gì để ra ngoài gói cái gói thất bảo lại. Ví dụ đây gói như thế này, thì lấy vào gói như thế này, gói như thế này cho nó đó, cái tờ đấy dài dài này, gói như thế này cho cái một đấy, cho một nửa như thế này, cho cái gói thất, cho gói thất bảo ở trong này, và lại gập lại gói lại như thế này, là dùng cái giấy trang kim. Cái giấy trang kim, phải mua cái giấy trang kim nữa. Đến cái nơi bốc bát hương đó, họ có giấy trang kim. Gói giấy trang kim bọc ra ngoài. Nên lót một cái giấy trang kim xuống dưới đáy bát hương trước. Đấy, ngửa cái mặt vàng ấy, mặt vàng của giấy trang kim lên trên. Rồi chúng ta
gói cái cuốn dữ liệu và cái gói thất bảo, có thể là cho thất bảo vào trong hoặc gói thất bảo nó nhiều thì cho ra ngoài. Chúng ta lấy cái gói trang kim lại gói cái này lại một lần nữa, gói xong rồi chúng ta có thể lấy chỉ ngũ sắc chúng ta quấn lại, nếu không có chỉ ngũ sắc thì thôi không cần. Chúng ta đừng có cho kim vào đấy, đừng có cho tóc vào đấy. Ông thầy phù thủy họ làm, họ cho kim cho tóc vào đó để khống chế gia đình chúng ta. Để sau này chúng ta thờ phụng mà đến không đến ông ấy, thì ông dùng cái tóc mà biện thành hình người ấy, hay dùng cái hình hình nhân nhỏ nhỏ nó cho vào đấy là để chính là nó để sau này nó sai cho mình, nó cho âm binh và nó sai mình, nó gọi mình. Cho nên nếu ai mà đi gặp ông thầy phù thủy mà bốc bát hương cho cái chỉ ngũ sắc nó bện thành hình người, đó chính là hình nhân đó. Nó cho kim cho gì cho bắt cắt tóc của chủ nhà cho vào đó chính là để nó làm cái lời nguyền của nó và sau này nó khống chế mình. Cho nên nếu gặp cái như thế thì phải thì chạy ngay. Đây thầy đang nói chúng ta bốc lấy gói lấy trang kim gói vào. Gói vào sẽ theo có chỉ ngũ sắc chúng ta quấn ra bên ngoài không cũng được. Đặt vào trong bát hương. Sau đó lại lấy một cái giấy trang kim lại đặt lên. Chúng ta đặt cái giấy trang kim lên thì chúng ta lại cho cái vàng xuống và cái trắng nó lên, hoặc chúng ta gập đôi giấy trang kim giấy to gập đôi lại. Sau đó chúng ta mới để giò lên trên. Thì nếu mà bốc như thế thì thường thì các cụ nói là cái bát hương nó mát. Nó mát chân hương. Nó không hay bị hay bị bốc hay không hay bị cháy chân hương vân vân. Đấy là ngày xưa các cụ nói như vậy. Thì tôi không biết là nó đúng nó sai như thế nào. Nhưng mà thế các cụ chúng ta biết là các Phật tử chúng ta biết là các tổ ngày xưa, các cụ ngày xưa thì thường người ta các cụ ngày xưa học rất là bài bản. Các cụ truyền như thế nào thì bây giờ chúng ta người đi sau thì cứ thế mà bước, cứ thế mà làm theo thôi. Chúng ta không nên là đi tìm hiểu cái đó là đúng hay là sai, các cụ làm đúng hay là chúng ta làm đúng, vì cái đó nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đấy là gì? Đấy là làm, nói xong về bốc bát hương, đặt bát hương rồi. Thế bao giờ bây giờ làm là làm lễ. Làm lễ thì Phật tử hỏi là lấy cúng chén trạch, các Phật tử chúng con có làm được không? Và làm được, các Phật tử làm được. Có cái khoa cúng chén trạch đó. Còn nếu chúng ta muốn làm theo nghi thức Phật giáo thì các vị cứ khi bát hương xong thành dâng lên, lễ lạc dâng lên, hương hoa oản quả dâng lên thành tâm rồi, chúng ta vào bắt đầu trì cho ba biến đại bi thập chú. Ở đây Phật tử hỏi làm lễ điền hoàn long mạch, chấn trạch điền hoàn long mạch như thế nào, thì chúng ta cũng chuẩn bị luôn điền hoàn long mạch. Chúng ta mua cái nước, lấy cái bột ngũ vị hương ấy, ra cái chỗ họ bán cái đồ mã đấy, nó có hay thường bán cái đó, hoặc là cái chợ bốc bát bán bát hương họ hay có cái đồ đó. Chúng ta về chúng ta nấu nước sôi, chúng ta hòa lên cho vào cái chậu hoặc cái xô, chúng ta để lại bên trước ban thờ hoặc để bên cạnh ban thờ, để dưới đất, hoặc là kê cái bàn lên tùy theo để làm sao nó trang nghiêm là được. Chúng ta có thể nếu cẩn thận thì lấy 9 nén hương, kết 4 nén ở dưới ngang để lên trên cái miệng xô hoặc miệng chậu, không thắp hương, hương để thế thôi, và 5 nén dọc ở trên, gọi là tứ tung ngũ hoành. Tứ tung ngũ hoành, 4 nén ngang 5 nén dọc để lên trên đó. Và chúng ta khi bắt đầu chúng ta làm lễ, khi làm lễ thì chúng ta bắt đầu vào làm lễ thì chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi hoặc 7 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi tùy theo thời gian, nhưng ít nhất là phải được 3 biến đại bi thập chú. Xong chúng ta niệm Bát Nhã và Án Mani Bát Minh Hồng khoảng một tràng. Tràng xong thì chúng ta an vị bát hương. Chúng ta an vị bát hương. An vị bát hương thì chúng ta thường cầm lấy cái dùi mõ hoặc dùi chuông ấy. Chúng ta đứng trước ban thờ chúng ta khấn. Nếu chúng ta chưa thuộc thì chúng ta viết cái bài khấn đó trước. Ví dụ thờ thần linh chẳng hạn, chúng ta khấn 3 lần, đọc 3 lần là cung thỉnh: Nam mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tứ Mệnh Táo Phổ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nhang, Quỷ Thần Bất Đắc Xâm Nhập Tập Tốc Thiết. Ta thể đọc lại một lần nữa. Cung thỉnh: Nam mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tứ Mệnh Táo Phổ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nhang, Quỷ Thần Bất Đắc Xâm Nhập Tập Tốc Thiết. Và gõ xuống này, lấy cái dùi chuông gõ xuống 3 lần bên cạnh cái bát hương, đừng gõ bát hương sợ vỡ bát hương, gõ 3 lần này, cộc 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 như thế này, xong lại đọc tiếp. Đọc 3 lần như thế, xong thần linh xong bắt đầu thỉnh ra đến gia tiên. Gia tiên nhà mình họ gì thì mình cũng viết ra cái tờ giấy như đúng như cốt bát hương viết thế nào thì chúng ta viết như thế. Nhưng bây giờ chỉ thêm mỗi là gì? Là quỷ thần, thêm cái chữ là quỷ thần bất đắc xâm nhập tập tốc thiết. Tức là cái bát hương này chỉ dành thờ những thần linh này, Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh này, hoặc là chỉ thờ gia tiên họ nhà mình như thế này thế này.
quỷ thần bất đắc xâm nhập, tức là cái loài quỷ thần không thể xâm nhập vào được, không thể vào đây mà ngự được. Tập tốc thiết, tập tốc thiết, tức là thỉnh các vị gia tiên nhà mình hay các vị thần linh đó mau mau theo cái thần chú của Phật, cái câu mật ngữ của chân ngôn của Phật, của Bồ Tát đã thuyết đó, để đi về để chứng minh, để giáng ứng lô nhang. Quỷ thần bất đắc xâm nhập, tập tốc thiết, mau mau về để giáng ứng lô hương, để chứng minh, để chứng minh. Mình cứ nói nôm na về mình xây được cái nhà mới, vợ chồng mình ấy, xây được cái nhà mới, mời các cụ họ nội họ ngoại về để gì ạ, để ăn khao nhà mới, thì thôi đi đón các cụ về. Các cụ về một cái thì về các cụ chứng minh cho xong rồi mời các cụ thì ăn cơm, các cụ ở nghỉ lại ngơi lại một hai hôm thì ở không thì ăn cơm xong thì các cụ gì lại về nhà các cụ, lại về thế thôi, kiểu nó thế, để cho chúng ta cũng dễ hiểu. Thầy nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đó. Còn thì những người không phải là hàng xóm hay là những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, ngày hôm đó ngày vui gia đình chúng ta không cho vào đó, họ được vào, hoặc sau này mình không cho vào đó, không được vào đó. Thế đấy là vì cái việc thờ làm lễ, đó là lễ gì, bắt đầu là đấy là lễ an vị bát hương. Thì mình cung thỉnh tuần tự như vậy, thần linh xong, nếu có thờ Phật thì cung thỉnh Phật trước, đến thần linh, đến gia tiên, đến tổ cô tổ cậu. Nếu mà bên nội bên ngoại á, thì gia tiên bên nội xong, phải gia tiên bên ngoại, xong mới đến tổ cô tổ cậu bên nội, xong mới đến tổ cô tổ cậu bên ngoại. Đó, nó thế, cung thỉnh thế là xong đúng không? Xong rồi thì bắt đầu thì nếu mà muốn cúng chất chạch về nhà mới thì nó có cái khóa lễ. Cái khóa lễ gọi là nghi thức cúng chấn chạch ở trong cái khóa lễ tổng hợp á, khóa cúng tổng hợp á, ra chỗ cửa chùa quán sứ mà mua đấy ở miền Bắc. Nếu miền Trung hay miền Nam thì tôi nghĩ là gì, ở đâu thì cũng có cả. Các vị cứ đến mua cái quyển, thỉnh cái quyển đó về đọc trước vài lần đi cho nó thông. Đến cái khóa cúng gọi là cúng liên hoàn long mạch, hay là khóa cúng gì, khóa cúng chấn chạch, gọi là ăn chạch phần xài đó, chúng ta cúng đọc cũng được. Mà không á thì chỉ cần các vị là ba biến đại bi thập chú bát nhã xong rồi niệm án mani bát minh hồng một tràng, sau đó thì an vị bát hương như thầy nói lúc nãy đó, an vị xong một cái thì các vị tụng kinh phổ môn. Ngày về nhà mới như vậy nên tụng kinh phổ môn, xong cái buổi lễ hôm đó nên buổi lễ ngay lúc đó nên tụng kinh phổ môn hoặc kinh dược sư. Tụng xong rồi một cái thì cúng cháo, thế thôi, cúng cháo phóng sinh được, phóng sinh cúng cháo trong ngày đó thì càng tốt, càng tốt. Cháo thì chúng ta nấu cái nồi cháo thật to vào, mua những cái đồ nấu cháo, cái đồ cúng cháo cúng chúng sinh nữa. Nhưng mà đây Phật tử thì trong đạo tràng chúng tôi thì không khuyến khích cúng vàng mã, không khuyến khích cúng gì, cúng tiền giả, mà có cúng thì cúng cái đồ thật. Ví dụ mua mấy bộ quần áo cho các cụ gia tiên các cứ thứ gì đó thì mua gì, mua đồ thật mà cúng xong cái đồ đó mặc thì mặc, xin lộc các cụ mặc, mặc không mặc thì đến mùa đông cái chuẩn bị thì nơi nào họ làm từ thiện đó, thì bây giờ rất nhiều các chùa, rất nhiều các tổ chức, các câu lạc bộ thanh niên sinh viên và sinh viên Phật tử vân vân, đến mùa đông các bạn hay đi tổ chức làm từ thiện lên miền ngược, chúng ta đem cái đó đến để nhờ họ đi làm, gửi đi làm từ thiện cho, thì công đức vô lượng. Và nên cúng những cái có thì nên, muốn cúng thì cúng cái đồ đó, không nên cúng những cái vàng mã rồi đồ giả làm gì, tội lỗi ra. Đấy không phải là người đệ tử Phật chân chính, chúng ta nên làm cái đồ gian dối ấy. Còn ở ngoài đời họ theo các tín ngưỡng dân gian này, là theo đạo gì đó thì đấy là việc của họ, chúng ta cũng không nói họ là sai, cũng không được chỉ trích họ làm cái đó là gì, là sai, bởi vì họ theo tín ngưỡng của họ. Ví dụ những người theo đạo mẫu chẳng hạn, theo đạo thánh chẳng hạn, thì bắt buộc khi cúng là họ phải gì, gần như là phải có vàng mã rồi, phải có tiền vàng rồi các thứ rồi. Thế chúng ta không thể nào mà nói họ sai được, vì chúng ta đây là theo quan điểm Phật giáo, là đệ tử Phật thì chúng ta thì không nên dùng những cái đồ đó để cúng. Còn chúng ta đừng có bì rằng tại sao con thấy cái người đó theo đàn lễ đó vẫn có cái đó, đừng hỏi tại sao, vì họ theo tín ngưỡng của họ. Mỗi tín ngưỡng, mỗi tôn giáo có cái phong tục, có cái nghi lễ riêng. Thế đây chúng ta chỉ là người đệ tử Phật, người con Phật, thì phải làm theo cái tín ngưỡng, làm theo lời dạy của Đức Phật. Còn các tín ngưỡng tôn giáo bạn, hoặc tín ngưỡng tôn giáo dân gian, các tín ngưỡng dân gian họ làm như thế nào, chúng ta cứ tùy nghi, không khen ngợi,
cũng không chỉ trích, không chê bai, chúng ta gì chỉ A Di Đà Phật, như vậy là gì? Là tốt nhất. Đó. Như vậy là tốt nhất. Đặc biệt là đối với tăng ni, chúng ta không nên chỉ trích những cái tín ngưỡng khác khi mà chúng ta chưa tìm hiểu họ kỹ. Hoặc có tìm hiểu họ kỹ đi chăng nữa, chúng ta gì, Đức Phật dạy chúng ta cũng không nên khởi cái chánh sự. Không nên khởi chánh sự đối với các tôn giáo, các tín ngưỡng dân gian, các tôn giáo bạn. Đức Phật không cho phép chúng ta bài xích hay chê bai họ. Chúng ta hoằng pháp thì chúng ta cứ hoằng pháp thôi. Chúng ta cũng cứ dùng cái tâm, cái đức, cái giới hạnh của mình, đức độ của mình, trí tuệ của mình để hoằng pháp theo gì? Theo lời Phật dạy. Ai có duyên thì họ tự sẽ tin và họ sẽ theo mình. Ai không đủ duyên thì họ gì? Họ sẽ tìm đi nơi khác. Chúng ta tùy duyên. Người học Phật và người tu Phật, người hành đạo, chúng ta là tùy duyên. Không, đừng có nặng nề cái gì cả. Phải tùy duyên được như thế, chúng ta mới không bị bám chấp, không bị đau khổ. Đây là đang nói về cái cách cúng bái về chấn trạch, liền hoàn long mạch. Thì bây giờ cúng bái xong hết rồi á, thì kể cả thí thực xong rồi, phóng sinh xong rồi, thì bây giờ chúng ta mới lấy cái nước. Lấy cái nước mà chúng ta lúc nãy có làm lễ suốt á, để lên cho làm lễ, chúng ta có trì chú Đại Bi rồi. Trì chú Đại Bi rồi thì chúng ta lấy cái nước đó, thì nếu cần thiết thì chúng ta, nếu Phật tử chúng ta làm, các sư thì họ làm cái nước riêng. Còn Phật tử chúng ta thì không cần lấy cái nước trong xô đó, đổ lấy ra một cái cốc nhỏ nhỏ, lấy cảnh ngâu đi vẩy hết ở ban thờ rồi đất cát nhà cửa trong nhà. Còn cái nước đó thì chúng ta xuống cái xô nước đó đi xuống đổ chung quanh cái móng nhà của chúng ta. Nếu như nhà ngoài phố, nhà bên cạnh xây hết rồi, nhà chúng ta xây sau không thể đi chung quanh bên ngoài được, đi bên trong thì làm kiểu gì? Thì chúng ta phải khi lát nhà nên để gì? Nên để lại bốn viên gạch bốn góc chưa lát. Hoặc là nếu lát rồi thì chúng ta nên để một chút khoan một chút đã, để cho cái nước đó xuống được là tốt nhất. Bốn góc nhà đã, cho xuống. Nếu mà nhà chúng ta ở nông thôn thì nó rộng rãi, thì chúng ta đi ra bên ngoài đổ vào chung quanh nhà. Lúc đổ nhà thì như đổ cái nước đó thì chúng ta nên niệm Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng đó là tốt nhất. Là tốt nhất. Hoặc là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát cũng được. Đấy là cái nghi thức và nghi lễ khi về chấn trạch, về nhà mới, bốc bát hương, vân vân. Tất cả những cái đó thì thầy nói nó hơi nhiều một chút, vì Phật tử này hỏi rất nhiều ý. Chỉ một đoạn như thế này thôi mà bao nhiêu ý ở trong đó. Rất rất nhiều ý ở trong đó. Cả một cái nghi lễ. Cả một cái nghi lễ ở trong đó, cho nên thì nói hơi nhiều. Thì vậy các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ cho.